Chiều nay ngày 15 tháng 8, Đảng ủy Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai quán triệt nghị quyết Trung ương 5 đến toàn thể cán bộ đảng viên tại cơ quan. Tại hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được ban huấn công viên của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng truyền đạt nội dung cốt lõi của nghị quyết Trung ương năm khóa 13, trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hết tập thể, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, qua đó giúp cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản và những điểm mới trong nghị quyết làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống cũng như để mạnh công tác tuyên truyền về nghị quyết trên sóng phát thanh truyền hình một cách hiệu quả.